Kính chào cô bác anh chị và các bạn. Hôm nay ngày 16 tháng 3 2021, chúng tôi tiếp tục cập nhật chia sẻ giá điều cho cô bác anh chị và các bạn. Thì hôm nay ở Phước Long của bác anh chị thì giá điều là giá hạt điều tươi đó là 29.500 đồng trên một ký. Tiếp theo thì ấp Tân Phú, xã Hưởng Phú, 27.000 đồng trên một ký hạt điều tươi. Và có cô bác anh chị chia sẻ ở ngã ba Giáng Hương là 28.500 đồng trên một ký hạt điều tươi. Ở Đắc Ơ là 28.700 đồng trên một ký. Ở Tân Phước Đồng Phú là 27.000 đồng trên một ký. Ở Bù Đốp là 28.000 đồng trên một ký. Ở Đa Kia là 28.500 đồng trên một ký hạt điều tươi. Ở Bù Gia Mập 27.700 đồng trên một ký hạt điều tươi. Ở Bum Bo là 29.500 đồng trên một ký. Phước Bình là giá 30.000 đồng trên một ký. Ở Phước Bình thì hiện tại giá như vậy là cũng cao hơn những nơi còn lại. Phước Long thì 29.500 đồng trên một ký. Ngã ba Giáng Hương là 28.500 đồng trên một ký. Ở Thống Nhất Bù Đăng là 29.500 đồng trên một ký. Ở Nông Trường Tân Lợi là 27.500 đồng trên một ký hạt điều tươi. Ở ấp Tân Phú, xã Hưởng Phú thì 27.000 đồng trên một ký. Ở Lộc Tấn là 28.000 đồng. Ở Bù Đốp là 28.000 đồng. Ở Phú Nghĩa là 28.400 đồng. Ở Đức Liễu Bù Đăng là 28.500 đồng, cơ sở Bảy Thành đó của anh chị. Ở Hôn Chính, Đức Liễu, huyện Bù Đăng ha, là 28.500 đồng trên một ký hạt điều tươi. Thống Nhất thì 29.500 đồng. Phước Sơn là 28.500 đồng trên một ký hạt điều tươi. Còn ở Long Bình là 29.000 đồng trên một ký. Ở Bình Thắng là 28.000 đồng. Ở Lộc Ninh là 28.500 đồng trên một ký điều tươi. Đồng Phú thì 27.500 đồng. Thanh An, Hớn Quản thuộc Bình Long, Bình Phước là 29.000 đồng trên một ký. Ở Tân Thành, Đồng Xoài là 27.500 đồng trên một ký. Ở Thuận Lợi là 28.000 đồng trên một ký. Ở Tây Ninh thì giá điều cao nhất với giá là 33.000 đồng trên một ký hạt điều tươi. Ở Bình Thuận thì có bà con bán được với giá là 30.300 đồng trên một ký hạt điều tươi. Ở Đức Cơ Gia Lai thì có bà con bán được với giá là 24.000 đồng trên một ký. Thống Nhất Bù Đăng thì dao động từ 29.000 đến 29.500 đồng trên một ký. Và ở Gia Lai cũng có khu vực bà con bán được với giá là 25.000 đồng trên một ký hạt điều tươi. Ở Đắk Lắk thì 25.000 đồng trên một ký điều tươi nha cô bác chị, ở E-súp Đắk Lắk. Và ở khu vực Đồng Nai thì cũng có bà con bán được với giá là 28.000 đồng trên một ký hạt điều tươi ha. Như vậy thì ngày hôm nay thì chúng tôi cập nhật được bao nhiêu đây giá điều tươi cho cô bác anh chị và các bạn. Cảm ơn bà con đã gửi giá về để chúng tôi có những cái thông tin về giá điều để chia sẻ rộng rãi đến tất cả bà con được biết. Video thì xin được phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại cô bác anh chị vào những video giá điều tiếp theo vào ngày mai.